Rồi em chào anh Tùng và chào anh Điệp nha. Dạ, À, em chào anh Hồ Hộp á. Hồ Hộp dạ. quá vậy ơi. Hồi Từ hộp anh trưa ha. giờ khó Dạ. chịu lắm. Rồi, rồi em xin giới thiệu chút xíu để đôi bên biết nhau nha, hai anh nha. Rồi. À, thưa với anh Tùng là em có nghe được một thông tin của từ bên chỗ anh Điệp đây thì có xem được cái câu chuyện của mình cập nhật hôm trước đó thì anh Tùng đây có nghi ngờ là có liên quan đến câu chuyện của anh trình bày hôm qua thì nếu ví dụ như mà trùng huyết thống đó thì là anh Tùng đây á anh Điệp đây á, là em trai của anh Tùng thì cũng hy hy vọng là như vậy là trùng là trùng huyết thống. Thì bây giờ trước khi vào câu chuyện đó, thì em muốn hỏi anh Tùng và kể lại thêm một lần nữa về cái câu chuyện của anh đó để rồi ví dụ như mà rủi mà không trúng chỗ này thì có thể là có ai trùng với câu chuyện thì người ta lại tiếp tục lên tiếng nha anh Tùng nha. Dạ. Rồi trước tiên á là hôm trước là anh Tùng có lên kiếm mẹ và một người em đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và mẹ của anh là tên gì? Mẹ là Lê Thị Lan. Dạ, Lê Thị Lan. Ừ. Lê Thị Lan và mẹ Lê Thị Lan là sinh năm mấy anh có biết không? Và năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? Cái năm sinh thì mình không biết, chứ mà nghe người lớn nói lại là mẹ là tuổi Dần đấy, hôm nay là cũng bảy mấy rồi, Dạ, cũng ngoài cũng chắc là. ngoài 70 rồi. Và còn người em của anh thì tên gì và sinh năm nào? Em mặc kệ mình á là Nguyễn Thành Long, sinh năm 1969, còn cái em Nguyễn Thành Thành Xuân á là sinh năm 71, À vậy là là thất biết lạc. Vậy là thất lạc mới hai hai em lận hả? không, cái em kề tôi là không có thất lạc, chỉ có thất lạc em Xuân đó Trời, vậy thì kể vô làm chi? thôi. Vậy nói vô làm chi? Nói cái người thất lạc thôi. Dạ. Dạ, người thất Là người thất lạc ấy, là em Nguyễn Thành Xuân á, sinh năm 71. à Nguyễn Thanh Xuân sinh năm 71. Ừ. Và lúc đó đó thì mẹ di chuyển từ đâu rồi đi đâu mà thất lạc? Cái này là không phải là thất lạc, tại vì là hồi đó ba là ông đi lính binh Cộng hòa là ông bị mất tích, thì mẹ là dẫn mấy anh em từ trên Kon Tum di cư xuống tới dưới Phú Tài ở Quy Nhơn đấy, Dạ. là bắt đầu mới gặp gia đình bên nội, thì trong đấy chắc cũng có thời gian mười mấy 20 bữa gì đấy, thì mẹ là nghĩ là ba là chết rồi, là ba mới nhận tiền tiền tử, xong là tính là dẫn mấy anh em đi luôn. Nào bên nội là bà nội với bà bác dâu là không cho đi, mới giữ anh em lại, chỉ có để em Xuân đó là hồi em Xuân mới có 8 tháng thì để mẹ dẫn là bé đi, là Dạ. từ ngay Phú Tài, là bắt đầu mẹ đi. Lúc đó là có một người đàn ông tên là Thanh nữa, đi theo ông nữa, ra theo bà nữa, là bắt đầu À. đi vô, chứ không phải đi ra, mà không biết là vô ra đâu, là mất tích không tin tức thì từ từ đó tới bây giờ luôn. Dạ. Vậy là Phú Tài là thuộc tỉnh nào anh? Đến Bình Định em Bỉ. À, Phú Tài, Bình Định. Và sau đó thì có nghi ngờ mẹ đi về hướng nào hay là đi đâu không? Chỉ đi hướng vô Rồi, ok anh. Vậy em xin tóm tắt lại cái nội dung câu chuyện là trước đây đó là khi đang còn chiến tranh thì mẹ mới đi từ từ ở trong miền Nam mà đi ra ở ngoài quê nội, ngoài quê ba và ra ở ngoài quê một thời gian thì nghe nói rằng là ba đã tử trận rồi thì mẹ mới đi 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 ngược vô anh hả? Thì mẹ xuống Phú Tài đấy, Bình Định đấy, Dạ. cũng quy gần Quy Nhơn ấy, là bắt đầu gặp bên nội, là tính là dẫn mấy anh em đi, là bên nội không cho đi, không cho dẫn đi, mới giữ lại mấy anh em, còn chỉ Dạ. em Xuân là mấy Rồi. mẹ bé đi thôi. Dạ, và lúc đó nghe nói mẹ có một người đàn ông khác đi cùng. Có người đàn ông khác đi cùng với công Tên ty là chú Thanh. Ừ. tại đâu À, cho đi Trần đi Thanh. trước Dạ. sau. Rồi ok anh. Rồi anh Điệp tập trung câu chuyện chút xíu anh Điệp nghe rõ câu chuyện rồi đúng không ạ? Dạ. Rồi, vậy thưa anh Điệp là khi cập nhật câu chuyện lên và anh cũng vừa nghe qua một lần nữa về cái câu chuyện này thì anh Điệp nghi ngờ anh trùng khớp ở những điểm nào? Tại vì em nghi ngờ trong trường khớp, trong cái điểm là tại vì cái lúc anh Tùng đang lên đó,
Theo như bà con bên mẹ nuôi của em là nói là lúc mẹ em đi cho em cũng có một người đàn ông á đi theo cùng ở ngoài đường cái á, rồi mới đầu mới bồng em vô trong nhà cho mẹ em. Mà lúc đó là mẹ em bà cho xong rồi bà khóc ghê lắm. Rồi sau đó là bà cho xong là bà đi luôn, bà thề bà kêu là không bao giờ bà quay lại đâu, là bà đi luôn, bà đi miết tới bây giờ luôn. Thì em thấy là trong cái điểm mà dưới là bà kể là bà kêu là chồng bà đi lính, chồng bà đi lính Cộng Hòa mà ở hồi đó là đóng ở sư đoàn 3 sao mà cũng đâu có con tôm đấy, Đúng rồi, là nghe bà kể là bà xong cũng rồi đóng cái bà này khóc là lúc đó nghe mang máng là mà ở siêu đoàn đó, nhưng mà ba giờ còn sống là bây giờ hỏi ổng là biết siêu đoàn anh ba là biết liền. vậy hả anh. Rồi à, vậy cho em hỏi là anh Tùng à anh Điệp là sinh năm mấy? Em là không biết, nhưng mà theo như là mẹ nuôi em nói á, là cái lúc mà mẹ em nuôi em á, là lúc đó em được mấy tháng rồi mà cho là cho năm 72. Đúng rồi, đi từ năm bé hai mà hồi đó là em Trung đã biết bò rồi, biết bò và biết ngồi rồi, chứ còn đứng thì chưa đứng được, tại hồi đó là tôi đã biết rồi. Nếu tầm đó thì có thể là đúng, em nghi Rồi ngờ. rồi em xin lỗi. Rồi anh Điệp kể thêm về những gì anh biết về cái quá khứ nữa cho anh Tùng nghe, rồi sau đó là anh em hỏi thăm nhau những cái việc khác, kể về cái lịch sử trước đây đó, thì anh nghe kể lại như thế nào mẹ đến cho, rồi như thế nào mọi việc nó diễn ra ra sao, anh nghe kể thế nào. Giờ mẹ nuôi em cũng chết rồi, nhưng mà có một một lần là mẹ nuôi em kể với em á, là cái lúc đó là mẹ em thì đẹp gái lắm, nhưng mà bồng em vô em là đen nhưng mà lại xinh ghẻ đó, mà ốm lắm, nhỏ con lắm, mà mẹ em thì đẹp gái. Lúc đó là mẹ cho, mẹ khóc lóc xong rồi mẹ cho, mẹ ở ở cái vùng đó mấy ngày sau mẹ mới cho em. Rồi bà đưa lại là một cái túi xách, là có một hai bộ đồ gì đó, nhớ là cái áo ấm vàng vậy thôi, trong đó nó có hai cục đồng hay là cái đồng tiền đồng gì đó. Rồi em nghe kể lại vậy thôi, còn bây giờ là bên phía cha mẹ nuôi em thì đã qua đời hết rồi, lâu rồi. Bây giờ em còn ông anh trai nuôi em thôi. Lúc mà cho em á, là ông anh trai nuôi em là tầm cỡ 8 9 tuổi, ông còn nhớ mang máng. Và có đi cùng với một người đàn ông nữa ha anh, mẹ đi cùng Dạ một người đúng. đàn ông ha. Dạ Và có thế nghe tên tuổi gì không? Có nghe tên tuổi của mẹ, tên tuổi của ai không? dạ không không có biết nghe mẹ, tại nhỏ quá mà nghe mẹ nuôi cũng không có nói là tên tuổi của mẹ như thế nào. Rồi ok anh, em đã ghi nhận được trên cái cơ bản. Còn bây giờ mà anh Tùng muốn hỏi điều gì thêm thì anh Tùng cứ hỏi. Giờ chú ở đâu, chú Xuân á? Giờ chú Diệp, Diệp cái Dạ Diệp Điệp. em này xưa em ở Tôm đó, nhưng mà sao bây giờ là em vô em đang ở dưới Đắk Lắk á. Ở Đắk Lắk, Dạ anh em ở Diệp, Phước An. ở Phước An, anh Dạ đang ở Đắk Nông này. dạ em chào anh. À chào chú Tùng Đắk Nông chị À, Điệp. anh cái thông Tùng tin ở Đắk Nông, anh ở huyện Đắk Nông, anh ở chỗ nào anh? ở thành phố Gia Nghĩa luôn. À anh ở Gia Nghĩa. Cái Em thông chào tin chị này là tại sao nói bây giờ là nghe là cũng có bảy tám phần là cái chỗ bà già thời điểm nói bà đi thì lúc thì chung là mới có 8 tháng thôi. Là bà đi bây giờ bắt đầu di chuyển đi từ Phú Tài mà đi vô, đi hướng vô, biết là đi vô từ đấy vô tới Sài Gòn nó mà không biết là dừng ở cái tỉnh nào thì mà là không biết được. Biết hướng đi vô tại là mẹ là quê bả là ở Vĩnh Long ở miền Tây, mà cái thời điểm mà đi đi theo ba là bà cũng tốn nhà, bà đi là ba cũng đi lính họ đóng quân ở trong đó, là bà theo ông già luôn, là bắt đầu về về miền Trung.
Thì thôi bây giờ em nói với anh Tùng vậy thì bây giờ nó cũng thấy không có cái nhiều cái điểm, nó cũng anh em mình nó cũng tương tương tựa nhiều cái điểm mà nó trùng khớp, nó giống nhau. Thì em cũng có cái sự nghi ngờ, em cũng đăng ký xin anh Tuấn Vĩ như vậy đó. Rồi thôi có gì thì anh em mình cho nhau số điện thoại rồi để anh em mình tìm hiểu nó cho nó gần hơn nữa. Cái này thì riêng anh nhất trí không có vấn đề gì, nhưng mà biết sao không, tại vì là mình để mình hỏi thử nó còn nhiều, tại vì chắc là chú không biết được là nếu mà mẹ cho là mẹ và bà nói là và mẹ nuôi mới 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 nhớ được, còn mà cho mà bà nói tên nói tuổi rồi làm sao mà Dạ. nhớ được bây giờ chứ. Bây giờ anh em mình chỉ anh trước khi lên chương trình này là trong thâm tâm cũng suy nghĩ là nếu mà mẹ bà còn sống rồi nuôi được em lớn thì bà nói là mới biết được thông tin, còn nếu mà bà Dạ. cho hoặc là bị bom đạn gì thời đấy á thì làm sao mà biết được thông tin được. Mà mẹ Dạ. đúng là mẹ bà nhỏ con, bà cũng đẹp gái thiệt, mà bà đi là có một ông lính đi theo tên Thanh, mà ông đó là lính, được biết là ông là làm ông là binh báo binh là đi theo bà già đó. Thì bà đi đâu khoảng 2 3 tháng là ba ông trao trả về, ông trao trả Dạ. về là mấy bác mấy chú mấy cô bảo bà đi tìm, nhưng mà ông kêu có người đi theo bà thôi, ba ông tìm, ông không tìm. Dạ. Hiện giờ là ba vẫn còn 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 hồi chiều hồi trưa đây nghe thông tin chính chuẩn bị điện báo là nghe mừng mừng mà đang lo rồi mới điện về cho ông già, thì ba không có nói thì cứ nghe thông tin xong mà có gì là điện lại cho ông. Nhưng mà Dạ. hồi xưa là ba ông đi lính là nghe ông đóng quân trên con tôm á cũng siêu đoàn 23 24, nghĩ là chắc 23 tại Rồi, còn có nói chuyện. nghe mẹ nuôi cũng nói là cha của em là nghe nói là đi lính ở đâu sư đoàn 23. Thì ông mất tích từ trong con tâm đấy, là bắt đầu mẹ con mới di cư xuống tới với Phú Tài. Xuống Phú Tài Dạ. là bắt đầu gặp bên nội là cũng di cư vô đấy, là gặp đấy cái là ở đấy đâu thời gian đâu mười mấy bữa, cho mấy mười mấy 20 bữa gì là bắt đầu bà tính bà đi, bà ấm đi hết nhưng mà bên nội không cho, là mới dành hai anh em lại, rồi mới chỉ còn em Xuân là còn nhỏ hơn, là mới có biết bò đâu, Dạ. anh là để bảy mất có 8 tháng mà. Dạ. Nhưng mà bà cho rồi bà cũng đi mất luôn rồi, tại vì anh có tìm về bên ngoài ở Vĩnh Long rồi cũng không nghe thông tin, bà cũng không về đấy luôn, mà không biết là bà còn hay là bà chết. Bây giờ chỉ còn có một đường nữa anh em mình, nếu trường hợp có nghi vấn như vậy là chỉ có đi tới con đường thử thôi, thử ADN thôi. Cái này thì để chắc nhờ Trung Vĩ rồi hướng dẫn, là có gì anh em mình làm việc, nếu mà trúng anh em thì tốt, còn nếu không không trúng thì cũng như là anh em mình cũng như cách nghĩ thôi. Anh cho em xin số điện thoại của anh Tùng. Rồi rồi nhớ chị có gì Rồi chụp em nhắn Trung Vĩ qua cho cho, em anh sẽ nhắn qua cho anh nha. để Thì nhắn như anh Tùng Tùng vừa trao đổi đó, thì bây giờ chỉ có đôi bên xét nghiệm ADN thôi chứ còn không có cách nào hơn nữa đâu. Kể cả là bây đúng giờ rồi. thông thông tin mà có biết gì chăng nữa hoặc là nói đúng tên mẹ chăng nữa thì vẫn phải thử ADN như thường. Còn thấy Đúng có những cái điểm trùng khớp, thứ nhất là anh cùng sinh năm 1971 và được cho năm 1972, và nghe nói cái lúc cho thì mẹ cũng có đi thêm theo thêm cùng một người đàn ông nữa, và nghe đúng nói là ba cùng đi lính ở sư đoàn 23 hay gì đó, thì có những cái điểm trùng khớp đó thì chúng vị thấy cũng có hy vọng. Vì vậy cho nên là đôi bên nên xét nghiệm ADN để có nghĩa là để cho nhau cái cơ hội thôi chứ không có cách nào đúng rồi. hơn đâu. Dạ. Chỉ có một đường đấy thôi, chứ bây giờ Dạ. thông tin thì bên bên mình thì có nhiều thông tin, mà bên bên em thì không có thông tin, mà làm sao mà chỉ có đường đấy. Chỉ có nghe được cái bill đó thôi chứ hồi xưa giờ em đi lên đi đang đi tìm cũng nhiều lắm rồi mà không có cái thông tin để tìm được. Chỉ có cho anh hỏi thêm cái này, cái tại là có nghe ba ông có kể chuyện, ông kể lại là ông kêu hồi nhỏ là ở phía sau ót của em này nó có một cái bớt, mà bớt cũng là mà bớt đen, mà bên sau ót mà không biết bên trái này bên phải không biết, mà không biết là còn không, đấy là hồi nhỏ là ba không có nói chuyện vậy đó.
Em từ hồi giờ không có để ý, không biết luôn. Mà em muốn đem thu tôi luôn vậy. Không biết đâu, không biết đâu là bớt nữa. Thì ba ông hồi còn nhỏ thì ông nói là em kêu nó không biết bây giờ lớn rồi có còn hay là mới hôm bữa tôi về quê ra lên mới lên đây mấy bữa thì có nói chuyện với ba kêu có lên kênh của Trương Vĩ là tìm em với tìm mẹ đó mà mười mấy bữa nay sao không nghe tin là chắc không xong rồi thì ba ông có nói kêu là chắc cái lúc đi là vô trong đi theo xe lính vô trong đoạn trong là chắc bị trúng pháo đúng rồi là chết rồi không còn đâu. Bây giờ mà kiếm được chắc ba mừng lắm anh ha. Bây giờ mà kiếm được em chắc là ba mừng ha. Hồi trưa Vĩ điện ấy là coi như mình thông báo cho ba điện liền cho ổng cái là ổng là ổng hỏi ra sao nó ở chỗ nào. Kêu không em con chưa biết. Bây giờ đi làm chưa có nhà có gì để chiều đã. Rồi có gì thông tin xong rồi con điện về cho biết chừng. Dạ được rồi, chút xíu Tung Vĩ nhắn qua cho. Vậy bây giờ chỉ có vậy thôi. Bây giờ ông bác ông còn sống mà ở đâu anh Tùng? Dạ. Ý là giờ ông bác ông còn sống là ở đâu? Ông ở với Bình Định á. Dạ. Ở với thằng em kìa, thằng thứ 4. Bình Định ở huyện nào anh? Huyện Hội An. Tuốt ngoài kia. Hội An tuốt ngoài. Còn anh Anh Thiện lên Đắk Nông này lâu rồi, lên từ năm 93. Rồi thưa hai anh, bây giờ đó thì em cũng cập nhật cái video này lên, hy vọng rằng á là con của mẹ Lan á, ví dụ như sau này mà mẹ Lan mà có lấy chồng á, mà có con của đời sau thì nghe được câu chuyện này thì cũng mong là lên tiếng để anh kết nối được về tung tích của mẹ, cũng như là biết đâu được cũng có những người em của anh sau này. Thì mong rằng là gia đình mình kết nối được với nhau và đúng người. Còn bên giữa anh Tùng và anh Điệp thì như em và anh vừa trao đổi đó, thì bây giờ chỉ có là xét nghiệm ADN với nhau thôi. Vậy anh ha. Chỉ có, con đường đó thôi. Thế bây giờ nhờ chuẩn bị kết nối với bên trung tâm ấy, rồi anh em rồi hướng dẫn rồi mình gửi mẫu. Rồi vậy nha anh, em kết thúc cuộc này rồi em gửi số điện thoại của đôi bên cho nhau nha. Rồi. Dạ, chào hai anh nhé. Cũng chào anh Trương Vĩ và cộng đồng. Cảm ơn có gì cảm ơn Trương Vĩ nha. Ok anh. Chào. Cảm ơn anh. Dạ dạ.